Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội Lễ Tiếp Tục những clip về mẹ thủ thuật. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể là chuyển một cái hình ảnh, trong đó nó chứa những cái văn bản đấy, thì nó sẽ chuyển thành một cái dạng chữ cho các bạn nhé. Nghĩa là các bạn sẽ chuyển từ hình ảnh sang dạng text đấy, để các bạn có thể sử dụng cho việc là soạn thảo hay là các bạn là copy nó dễ hơn so với việc là các bạn dùng hình đấy. Thì các bạn có thể nhìn ở trên cái màn hình máy tính của mình nhé. Thì ở đây mình có một cái đây một cái hình như thế này, thì mình chụp một cái cuốn sách ha. Chụp một cái cuốn sách và nó có chứa rất là nhiều nội dung ở trên này, và nội dung này là nội dung tiếng Anh nha các bạn nha. Thì mình muốn chuyển cái mình muốn copy những cái sao chép những cái từ như thế này, những cái nội dung ở trên cái tờ cuốn sách này, thì mình sẽ sử dụng một cái trang web này nha. Các bạn vào trang web này image2text.info nha các bạn nha. Đây mình sẽ ghi ở đây cho các bạn thấy nha, image2text.info. và khi mà các bạn không biết thì các bạn có thể copy cái địa chỉ trang web này ở phía dưới phần mô tả video, mình cũng sẽ bỏ ở phía dưới cho các bạn nha. Rồi thì sau đấy thì khi mà các bạn có cái hình ảnh ở trên máy tính thì các bạn có thể là nhấn vào chỗ browse này. Đấy, rồi các bạn vào trong cái thư mục mà nó có chứa cái hình ảnh mà các bạn chụp. Đấy, các bạn sẽ chọn cái hình ảnh đấy, các bạn chọn open. Đấy, thì các bạn nhấn nó hiện một cái hình ảnh mà các bạn vừa chọn ở đây nha. Các bạn có thể chọn nhiều hình ảnh cũng được để nó chuyển thành văn bản nha các bạn ha. Sau đó các bạn nhấn convert. Đấy, thì các bạn đợi một xíu, nó sẽ chuyển cái hình ảnh này, tất cả các chữ viết ở trong cái hình ảnh này sang cái dạng văn bản này, các bạn có thể copy sao chép sang một cái file khác nhé. Đây thì nó để nó chuyển thành văn bản cho các bạn rồi nè. Đấy, thì mình đã kiểm tra rồi, mình đã chạy thử cái trang web này rồi, mình thấy nó chuyển hình ảnh sang văn bản nó khá là chuẩn đó các bạn ạ. Và đấy, thì sau khi chuyển xong thì các bạn nhấn vào cái nút này nè, nút copy này. Các bạn copy vào, sau đó các bạn dán vào cái file Word hoặc là cái nơi nào các bạn muốn dùng cái văn bản đó ha. Đấy, thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Còn nếu các bạn muốn dùng chuyển cái hình ảnh khác sang văn bản thì các bạn nhấn Start Over này, thì nó sẽ quay lại cái trang lúc đầu để các bạn có thể chuyển hình ảnh thành văn bản nhé. Và nếu các bạn thấy clip này hữu ích thì hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để hợp tác YouTube để xuất video của mình đến nhiều hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút rung chuông để dõi clip mới nhất mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.